Hôm nay cả gia đình mình sẽ thưởng thức món súp hải sản nấm nha. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng vào bếp để thực hiện món súp hải sản nấm với gia đình mình nha. Ở đây thì mình sẽ có xương ức gà này. Mình sẽ dùng cái phần xương ức gà này để mình nấu nước dùng cho nó ngọt. Và mình tận dụng luôn cái phần thịt gà trên cái ức nè, để mình gỡ ra mình làm súp luôn nha. Rồi bắp, nấm rơm, tôm, trứng cút, cà rốt, bột năng, đường, bột nêm, hành phi, trứng. Đây mình sẽ dùng thêm nửa củ hành tây nữa nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần xương ức gà này mình vào mình nấu nước dùng nha. Nửa củ hành tây này mình sẽ nấu với 1,5 lít nước cho hết cái phần ức gà này vô. Mình sẽ đổ luôn cái phần cà rốt này vào luôn nha. Giờ mình sẽ ép cái phần tôm này ra. Mình sẽ ướp vào đây một nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nấm rơm thì mình sắc ha. Sau khi mà mình đã vớt cái phần ức gà ra rồi thì mình sẽ cho bắp vào nha. Bây giờ mình sẽ xắt những cái phần tôm này ra. Mình xắt một nửa thôi nha, còn một nửa mình để nguyên con. Bây giờ cái phần xương gà mình hầm được nửa tiếng này nè, mình sẽ vớt ra nha. Đây là cái phần thịt gà mà hồi nãy mình gỡ từ trong ức ra mình xé rồi nè. Mình bỏ lại vào trong này nha.
cho hết phần nấm rơm này vào luôn. Giờ mình sẽ đập trứng nha. Giờ mình cho hết cái phần hải sản này vào. Giờ mình sẽ cho cái phần trứng vào nha. Mình vừa cho vừa khuấy nữa nha. Mình sẽ dùng hai cái lòng đỏ trứng thôi nha. Ba cái trứng là mình dùng hai cái lòng đỏ thôi. Đó, sau khi mà mình quấy đều thì đồ súp của mình nó sẽ ra được sợi mây như thế này nè. Giờ mình sẽ cho phần trứng cút này vào. Bây giờ mình sẽ pha hai muỗng canh lăng này ra. Mình cũng sẽ vừa đổ vừa khuấy nha. Bây giờ mình sẽ nêm nếm cho cái nồi súp của mình nha. Mình cho vào đây 2 muỗng canh bột nêm. Rất là thơm. Mọi người thấy hấp dẫn không? Thấy nó sánh không? Như vậy là bây giờ mình dọn ra để thưởng thức được rồi. Bây giờ món súp hải sản nấm của mình đã hoàn thành rồi nè. Mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Món súp rất là sánh luôn. Món súp hải sản nấm này rất phù hợp với lại khí trời lạnh lạnh như thế này. Mọi người hãy thử nấu để gia đình mình cùng thưởng thức xem như thế nào nha. Bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình. Con mời cô chú, mình mời các bạn. Con mời cô chú. Rồi bây giờ mình thưởng thức xem ngon không nha. Mỗi cho nguội nó mới nóng nha. Siêu ngon luôn. Trung Quốc thì rất là béo hơn á.
để nói luôn. Mọi người thành công với món súp hải sản nấm này nha. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like.